Chương 2, phần 2. Bạch Nhạn đỏ mặt. Trước đây tôi thuộc diện sexy lắm hay sao? Vã mồm, vã mồm. Giản Đơn khẽ tát lên má mình. Ý tôi là lần đầu tiên thấy cô mặc đồ không phải là đồng phục y tá. Không thể coi thường tác dụng của bộ đồ này nha. Cô mặc như vậy, lập tức tăng thêm vài phần trí tuệ. Cậu Giản, Khang Kiếm bỗng lên tiếng. Cậu đi gọi thức ăn đi. Khan Kiếm đứng dậy, đưa tay về phía Bạch Nhạn. Bạch Nhạn ngây người, mỉm cười, cũng đưa tay ra, nhưng đầu ngón tay chỉ chạm vào một chút liền rụt về ngay. Ngón tay Khan Kiếm hơi lạnh. Anh quan sát cô, lịch sự mời cô ngồi, thuận thế ngồi xuống bên cạnh cô. Tiểu Ngô, người chủ trì bữa tiệc cám tạ, thì lại ngồi tít ở góc xa nhất, chỉ biết cười ngơ ngác, bận rộn châm trà, rót rượu. Giản Đơn phụ trách hâm nóng bầu không khí. Bạch Nhạn cảm thấy bữa cơm này cũng tạm coi là thoải mái. Lúc đồ ngọt được đưa lên, điện thoại của Tiểu Ngô bỗng réo. Cậu ta nghe vài câu, nét mặt tỏ ra lo lắng, cúp điện thoại, áy náy nói rằng thường vụ thị trưởng muốn xem báo cáo về tình hình thu hút đầu tư của thành phố trong quỹ này. Cậu ta phải quay về văn phòng. Tiểu Ngô đi xe máy đến, uống rượu vào, Giản Đơn không yên tâm nên lái xe đưa cậu ta về. Hai người họ vừa đi, căn phòng bỗng chốc vắng vẻ hẳn, cảm giác thật trống trải. Mưa rồi, Khang Kiếm nói. Bạch Nhạn lắng tai nghe, ngoài cửa sổ vang lên tiếng xào xạc, cô hơi mất tự nhiên. Khang Kiếm không phải là Giản Đơn, mặc dù anh rất chu đáo tiếp thức ăn cho cô, thấy tách trà của cô cạn sẽ rót thêm cho cô, nhưng anh vẫn khiến người ta cảm thấy khó gần. Cũng may sau món ngọt là canh và món chính, nếu không thật sự tiêu hóa không nổi. Rõ ràng là ông trời không chiều lòng người. Ăn cơm xong, Bạch Nhạn muốn cáo từ, mưa lại càng lúc càng to. Xe thì Giản Đơn đi mất rồi, bên ngoài Phúc Mãn Lầu lại chẳng thấy bóng cái taxi nào. Hai người đành quay lại ngồi trong phòng ăn. Nhân viên phục vụ đã thu dọn căn phòng, khăn trải bàn đã thay mới, trà cũng được pha ấm mới. Anh Khang, nhà anh ở khu nào? Bạch Nhạn đơn thuần là kiếm chuyện để nói. Bây giờ tôi đang tạm thời ở nhà khách của thành phố. Tôi không phải là người Tân Giang, bố mẹ đều ở trên tỉnh, Khang Kiếm trả lời. Mùa thu năm ngoái tôi tới Tân Giang làm việc, trước đó làm ở ban tuyên truyền của tỉnh. Bạch Nhạn ồ một tiếng. Vậy anh vất vả thật, ở xa gia đình quá. Cũng không đến nỗi, dù sao thì vẫn chưa kết hôn, có một mình ở chỗ nào cũng vậy thôi. Bạch Nhạn không biết phải nói gì, nở một nụ cười, yên lặng lắng nghe. Tiếng mưa càng lúc càng nặng hạt. Còn cô Bạch thì sao? Khang Kiếm nhìn Bạch Nhạn. Dưới ánh đèn, gương mặt cô như bạch ngọc, lúm đồng tiền nho nhỏ hết sức đáng yêu. Tôi, nhà tôi ở huyện Vân, anh đã nghe tới bao giờ chưa? Khang Kiếm gật đầu. Nghe rồi, đó là quê hương của Việt kịch nổi tiếng. Nét cười trên mặt Bạch Nhàn như bị một cơn gió thổi bay, hàn lông mày thanh tú nhíu lại. Sếp Khang, cơn mưa này có lẽ không tạnh ngay được đâu. Không biết ông chủ quán có ô không? Tôi ở ngay gần đây, tôi muốn về trước. Tôi tiễn cô. Khang Kiếm đứng dậy theo cô. Nhân vật như Khang Kiếm, viện trưởng nhìn thấy cũng phải hơi cúi đầu. Một y tá quen như cô sao dám làm phiền chứ. Không sao, tôi cũng đang muốn đi dạo một lát. Miệng Bạch Nhạn hơi há ra, chưa kịp phản ứng, Khang Kiếm đã bước ra khỏi phòng, đợi cô đi ra cửa lớn. Tay anh cầm một cái ô. Có điều cái ô đó hơi xinh xắn quá, che nắng thì hơi thừa, mà che mưa thì có vẻ như đã yêu cầu khóa cao. Cô thật sự khâm phục Khang Kiếm có can đảm cầm chiếc ô đó lên. Đi thôi, Khang Kiếm nhướng mày. Bạch Nhạn chẳng còn có cách nào hơn, đành bấm bụng chui vào dưới ô. Ô vốn đã nhỏ, hai người lại giữ một khoảng cách thích hợp. Đương nhiên cùng lắm cũng chỉ có thể đảm bảo đầu không bị ướt, những chỗ khác thì không thể để ý đến nữa.
đi dạo trong mưa cùng một anh chàng quyền quý không thân thiết lắm, chắc chắn không thể nói là một chuyện lãng mạn. Bạch Nhạn như đang phải chịu cực hình, vừa đi vừa nhìn chằm chằm ra đường xem có cái taxi nào đi qua không. Quái thật, đi tới hai tuyến phố mà vẫn không có bóng taxi nào. Bạch Nhạn tuyệt vọng thu ánh mắt lại, lén liếc sang Khang Kiếm, thấy anh đang nghiêng ô về phía cô. Cả người anh gần như đều ở ngoài mưa, chiếc quần tây thẳng thớm dính đầy bùn, tóc ướt đẫm dính bết vào trán, không còn điển trai lạnh lùng như mọi khi mà trông như một cậu sinh viên. Trái tim cứ như vậy mà bóp nghẹt. Đây là số điện thoại của tôi, không đưa cho người ngoài. Trước tòa chung cư Bạch Nhàn ở trọ, Khang Kiếm đưa cho cô một mẫu giấy, có thời gian thì liên lạc. Bạch Nhàn bối rối nhận lấy, thấy anh quay người ra về, vội vàng gọi: "Sếp Khang, về nhớ tắm nước nóng, tốt nhất là uống chút thuốc cảm, coi chừng bị lạnh." Khang Kiếm vẫy tay trong màn mưa. Bạch Nhạn cầm tờ giấy, đứng ở đầu cầu thang rất lâu, cho tới khi không còn nhìn thấy bóng Khang Kiếm nữa mới lên lầu. Ngày tháng giống như những hạt cát trong chiếc đồng hồ cát, từng chút một mà lại chảy xuống không ít. Thoáng một cái trời đã se lạnh, một đợt không khí lạnh tràn về, nhiệt độ ở Tân Gian giảm xuống 10 độ. Bạch Nhạn vẫn bận rộn tất bật. Có một hôm, cô đi từ khu phòng bệnh tới phòng khám, lấy tài liệu về một bệnh nhân. Ngang qua tòa nhà cấp cứu vừa mới xây xong, thấy mấy chiếc xe đổ ở đó. Viện trưởng dẫn đầu một đám người quần áo chỉnh tề, đang chuẩn bị tiến vào bên trong. Phía sau là một người đàn ông vác máy quay phim. Cô vô tình nhìn thoáng qua, phát hiện Khang Kiếm đang đứng ở trong đám đó. Khang Kiếm cũng nhìn thấy cô, bốn mắt nhìn nhau. Bạch Nhạn nở một nụ cười đầy tính chất nghề nghiệp. Đoàn người tiếp tục đi về phía trước. Khang Kiếm dừng chân lại. Bạch Nhạn chớp chớp mắt, bước tới. "Sếp Khang hôm nay xuống thị sát ạ?" Bạch Nhạn cười hỏi. Khang Kiếm mặt không biểu lộ gì. Người đàn ông vắt máy quay phim bỗng hướng ống kính về phía họ. Lông tơ trên người Bạch Nhạn dựng đứng hết cả lên. "Công việc vẫn tốt chứ?" Giọng Khang Kiếm đầy tính chất công vụ. "Tốt ạ." Bạch Nhạn căng thẳng đến liếu cả lưỡi, lòng bàn tay rớm mồ hôi. "Sao không gọi điện cho tôi?" Khang Kiếm hơi nhích người che ống kính. "Tôi không có chuyện gì cần tìm sếp." Bạch Nhạn đáp rất thành thật. Khang Kiếm mím chặt đôi môi mỏng, không nói lời nào mà quay đi. Mấy hôm sau, trên bản tin thời sự Tấn Gian xuất hiện cảnh này. Bệnh viện còn tổ chức cho cán bộ công nhân viên xem. Viện trưởng không biết lại có đoạn này, gọi Bạch Nhạn đến văn phòng hỏi xem trợ lý thị trưởng Khang đã hỏi cô những gì. Bạch Nhạn chẳng có thông tin gì để báo cáo. Viện trưởng bực vì không khai thác được gì, lườm cô một cái rồi cho lui. Nhưng sau phen này, danh tiếng của Bạch Nhạn lại càng lớn. Liễu Tinh khẽ kéo cô ra một góc, hỏi Khang Kiếm có phải mục tiêu chính khiến cô từ trước đến nay luôn thủ thân như ngọc không. Bạch Nhạn dở khóc dở cười. "Liễu Tinh, cậu rõ ràng đã 24 tuổi rồi, sao còn như người sống trong truyền cổ tích vậy? Bất luận bây giờ là chế độ gì thì cũng vẫn chia thành 5-7 đẳng cấp. Người như Khang Kiếm và mình có cùng một đẳng cấp không? Quan niệm môn đăng hộ đối đúng là có hơi lạc hậu, nhưng cậu không cảm thấy như thế rất thực tế sao? Mình muốn lấy một viên chức làm chồng là muốn làm một bà vợ chính thức, trong ngàn người chỉ yêu một mình, chứ không muốn oan uổng trao thân làm nha hoàn cho vị lãnh đạo nào đó. Đừng có nghe hơi nồi chỏ vấy bẩn sự trong sạch của mình. Mình thủ thân không thành ngọc mà thành gỗ mục thì cậu phải ở với mình cả đời đấy." Liễu Tinh lè lưỡi, cảm thấy mình đúng là đã quá đa nghi. Cuộc nói chuyện này kết thúc chưa được 2 tiếng đồng hồ, Bạch Nhạn nhận được điện thoại của Khang Kiếm. "Tối nay em có rỗi không? Phòng chiếu phim của ủy ban có vài bộ phim bom tấn, qua đây xem đi." Rõ ràng là câu hỏi đến cuối cùng đã biến thành câu mệnh lệnh rồi. Bạch Nhạn suy tính một lúc, thận trọng trả lời: "Hôm nay tôi vừa tham gia 3 ca phẫu thuật, hơi mệt một chút,
Cảm ơn sếp Khang. Mệt thì phải thư giãn, 8 giờ tôi đến đón em. Khang Kiếm cúp điện thoại. Lần đầu tiên Bạch Nhạn mất bình tĩnh, đi vòng vòng trong nhà. Đúng 8 giờ điện thoại reo, cô đứng bên cửa sổ nhìn xuống. Một chiếc xe hơi màu đen đang đổ phía dưới. Cô khoác một cái áo khoác chạy xuống lầu, chân đi dép lê. Khang Kiếm ngồi ở ghế lái nhìn cô. Sếp Khang, thật ngại quá. Ngày mai tôi phải làm ca sớm, lát nữa phải đi ngủ sớm. Cô rũ rũ tóc với vẻ mất tự nhiên, hà hơi vào đôi tay lạnh cóng. Khang Kiếm mím môi, không nhìn ra nét mặt gì. Anh bỗng mở cửa xe. Vậy thì vào trong ngồi một lát đi. Bạch Nhạn sững sờ, chẳng còn cách nào khác đành chui vào trong xe. Cửa xe vừa khép, chiếc xe rồ lên rồi lao thẳng ra đường. Bạch Nhạn chỉ nhìn thấy ánh đèn loang loáng lướt bên ngoài cửa xe. Cô bất an nhìn Khang Kiếm. Anh không chớp mắt, chăm chú nhìn về phía trước. Khi xe dừng lại, Bạch Nhạn lờ mờ nhận ra khu rừng nhỏ ở ngoại thành. Tim bỗng đập thình thịch. Bạch Nhạn, em làm bạn gái anh nhé. Khang Kiếm tì mặt lên vô lăng, chậm rãi nói từng câu từng chữ. Bạch Nhạn muốn giả điếc cũng không được. Huống hồ bốn bề quá yên tĩnh. Trong đêm tối, tiếng nói khẽ khàng lọt vào tai rất rõ. Sếp Khang, anh dí dỏm thật. Bạch Nhạn còn nở một nụ cười nhu mì hiếm thấy. Anh thật nghiêm túc. Khang Kiếm quay đầu sang, ánh mắt thăm thẳm như biển cả. Ồ, vậy thì tôi rất nghiêm túc trả lời. Cảm ơn tình cảm to lớn của sếp Khang. Xin lỗi, tôi không thể đón nhận. Bạch Nhạn bất giác ngồi thẳng người. Tại sao? Khang Kiếm hơi cau mày. Bạch Nhạn cẩn trọng cân nhắc từng chữ. Anh và tôi không hợp nhau. Không hợp như thế nào? Tôi cảm thấy làm bạn với anh sẽ có áp lực, cũng rất ấm ức. Đi làm đã đủ mệt rồi, tôi không muốn tan ca rồi thần kinh vẫn còn phải căng thẳng. Đại não Khang Kiếm như ngừng hoạt động, nghi ngờ không biết có phải lỗ tai mình đã mất đi một chức năng nào đó hay không. Em sẽ ấm ức ư? Một lúc sau anh mới thốt ra được câu đó. Bạn Nhạn nghiêm túc gật đầu. Bởi vì anh là trợ lý thị trưởng Khang Kiếm, tôi là y tá Bạch Nhạn. Không phải cô tự hạ mình, mà chỉ tôn trọng sự thật. Tôi và anh ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Người của thế giới này mơ mộng thưởng lãm một lúc về thế giới bên kia thì được, nhưng nếu tính chuyện lâu dài thì ta về ta tắm ao ta vẫn hơn. Sếp thấy có đúng không? Em năm nay bao nhiêu tuổi? Khang Kiếm không nhịn nổi đành liều hỏi. Mắt Bạch Nhạn sáng lấp lánh. 24. Anh tưởng em 42 tuổi. Thật ra độ tuổi tâm lý của tôi là 84. Bạch Nhạn che miệng cười. Khang Kiếm một lần nữa á khẩu. Từ khi cha sanh mẹ đẻ đến giờ, lần tỏ tình đầu tiên của sếp Khang đã chết yểu như vậy. Sau này nghĩ lại, anh thấy vừa hiếu kỳ vừa buồn cười. Quan chức chính phủ hở ra là vùi đầu trong đống công văn giấy tờ. Thường vụ thị trưởng phụ trách xây dựng thành phố, chuẩn bị được điều lên tỉnh nhận chức phó giám đốc sở tài nguyên. Bây giờ một đống việc liên quan đến xây dựng thành phố đổ dồn hết lên người Khang Kiếm. Anh bận không dứt ra được. Nhưng chỉ cần có một chút nghỉ ngơi, lại bất giác nhớ tới vẻ mặt nghiêm túc của Bạch Nhạn khi nói làm bạn gái của anh rất ấm ức. Nhớ tới rồi không nhịn được bật cười thành tiếng. Ngẩng đầu lên thấy Giản Đơn và Tiểu Ngô, con ngươi như lòi ra khỏi chồng, nhìn anh như nhìn người ngoài hành tinh. Anh vội hắng giọng, đứng dậy rót chén trà để che giấu. Không thể không thừa nhận, có câu Bạch Nhạn nói rất đúng. Anh và cô thực sự không cùng một thế giới. Vừa nhìn đã biết Bạch Nhạn là cô gái thanh tú lớn lên trong một gia đình bình dân ở thị trấn nhỏ bé của Giang Nam. Khang Kiếm sinh ra ở tỉnh. Ông ngoại là một vị lão tướng của quân khu Bắc Kinh, ông Khang Vân Lâm. Bố anh hiện là bí thư đàn ủy sở tư pháp tỉnh. Bà Lý Tâm Hà, mẹ anh là trưởng phòng tài vụ công đoàn tỉnh. Cô, dì, chú, bác anh cũng đều là quan chức. Khang Kiếm học ở Bắc Kinh, từ nhỏ đã là học sinh ưu tú. Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ Đại học Nhân dân,
liền công tác tại ban tuyên truyền của tỉnh. Từ khi bước vào trung học, cuộc đời của anh đã được định sẵn. Ông Khang Vân Lâm nói, Khang Kiếm là đứa bé chín chắn, điềm tĩnh, có chừng mực, thích hợp đi theo con đường quan lộ. Vì thế ông hết sức bồi dưỡng, tạo cơ hội cho anh trên phương diện này. Chưa đến 2 năm, Khang Kiếm đã lên chức trưởng phòng ở ban tuyên truyền. 28 tuổi đã lên cán bộ đầu ngành, khiến người ta ngưỡng mộ. Việc này có một phần do sự tác động từ bên trong của ông Khang Vân Lâm, cũng do sự xuất sắc và cố gắng của Khang Kiếm. Nhưng trong năm đó, Khang Kiếm chín chắn, điềm tĩnh, đã xảy ra một chuyện ngoài ý muốn. Tất cả đều bắt nguồn từ một người, Y Đồng Đồng. Hồi học đại học, Khang Kiếm có không ít người ái mộ. Không biết tại sao, không có người nào làm anh rung động. Có lẽ là do duyên phận chưa tới, cũng có thể do anh yêu cầu quá cao. Ở tỉnh có vài bức tường thành cổ từ thời Minh còn lưu lại. Mấy bức tường thành đó ở ngay trung tâm thành phố, rêu phong loan lỗ, hoang tàn đổ nát, làm mất mỹ quan, ảnh hưởng tới quy hoạch toàn thành. Vì chuyện dỡ hay không dỡ bỏ mấy bức tường này mà lãnh đạo tỉnh đã tổ chức trưng cầu dân ý không chỉ một lần. Kết quả khiến người ta dở khóc dở cười, lần nào cũng 50-50. Khang Kiếm tham dự một lần trưng cầu dân ý. Sau khi có kết quả, anh viết một bài băng trên báo Chiều của tỉnh, liệt kê những mặt được mất của việc giữ lại hay dỡ bỏ. Ở cuối bài anh viết, dòng sông lịch sử cuồn cuộn chảy về đông, 100 năm sau, chúng ta sẽ để lại cho hậu thế một thành phố ghi dấu ấn của thời đại chúng ta, hay là để lại cho họ mấy bức tường thành của cổ nhân. Bài báo này đã dấy lên một làn sóng. Các nhà nghiên cứu lịch sử, kiến trúc viết rất nhiều bình luận. Cuối cùng, bức tường thành cổ vẫn bị dỡ bỏ. Quảng trường tài chính mang đầy hơi thở thời đại, được xây dựng trên nền đất cũ. Khang Kiếm trở thành nhân vật đình đám. Vì chuyện này, báo Chiều có cuộc phỏng vấn anh. Phóng viên đến phỏng vấn chính là Y Đồng Đồng. Y Đồng Đồng không học chuyên ngành báo chí. Cô tốt nghiệp Học viện Mỹ thuật, vốn làm công việc thiết kế ở tòa soạn. Lúc công việc bận rộn cũng thỉnh thoảng tổ chức một số cuộc phỏng vấn không chuyên và viết được mấy bài báo khá tốt. Sau đó chính thức trở thành phóng viên. Cuộc phỏng vấn được hẹn ở văn phòng của Khang Kiếm. Vừa nhìn thấy nhau, hai người đều lộ vẻ sừng sốt. Y Đồng Đồng không ngờ Khang Kiếm lại trẻ trung, đẹp trai, phong độ như vậy. Khang Kiếm chỉ cảm thấy người đứng trước mặt giống như một bình gốm mỏng tinh tế trang nhã, hoa văn tự nhiên như đóa phù du trong nước biếc. Bốn mắt nhìn nhau, hai người đều có cảm giác vừa gặp mà như thân thiết đã lâu, dường như đã đợi nhau từ rất lâu. Cuộc phỏng vấn diễn ra vô cùng thuận lợi. Y Đồng Đồng viết xong bản thảo phỏng vấn, chạy đến ban tuyên truyền đưa cho Khang Kiếm xem. Khang Kiếm lịch sự mời cô ăn cơm, rất tự nhiên. Hai người lưu số điện thoại của nhau. Tiếp đó, bài phỏng vấn đăng báo. Khang Kiếm gọi điện thoại cảm ơn cô. Y Đồng Đồng nói bạn cô mới tặng cô hai tấm vé xem đoàn ca múa Ireland biểu diễn. Không rủ được ai đi cùng, hỏi Khang Kiếm buổi tối có rảnh không. Tối hôm đó, Khang Kiếm phải tăng ca để viết tài liệu, nhưng anh chẳng thèm suy nghĩ mà đồng ý luôn. Xem biểu diễn xong, hai người đi ăn đêm. Cứ cảm thấy giữa họ có những chuyện nói mãi không hết. Trên nhiều phương diện, hai người có rất nhiều điểm giống nhau, ăn ý kỳ lạ. Nửa đêm, Khang Kiếm đưa Y Đồng Đồng về nhà. Lúc chia tay, Y Đồng Đồng không hiểu sao đứng không vững, loàn choàn ngã vào lòng anh. Tay anh đỡ lấy vòng eo mảnh rẽ mềm mại của cô, lòng bị mê hoặc, hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô. Y Đồng Đồng khẽ rên một tiếng, dán chặt vào người anh. Rất tự nhiên, hai người xác lập quan hệ yêu đương, nhanh chóng bước vào giai đoạn nồng nàn, một ngày xa cách bằng cả ba thu. Đều đã đến tuổi trưởng thành, chưa tới một tháng, hai người bắt đầu sống chung. Y Đồng Đồng cả ngày như chìm trong mật ngọt, gương mặt tràn trề hạnh phúc, nét cười rạng rỡ. Khang Kiếm có một căn hộ độc thân ở tỉnh, nhưng do sợ ảnh hưởng đến dư luận, hai người thường ở căn hộ của Y Đồng Đồng. Yêu nhau được hơn nửa năm,
Y Đồng Đồng nhát khéo khang kiếm, cô đã 26 tuổi, có nên tới gặp bố mẹ của hai bên không? Chưa đợi Khang Kiếm trả lời, người bạn trai hồi ở Học viện Mỹ thuật của Y Đồng Đồng sau 2 năm phấn đấu ở Quảng Châu đã quay về tỉnh, cũng có thể coi là áo gấm về làng. Chẳng thể nào ngờ được người yêu mình đã thay lòng đổi dạ. Đầu tiên anh ta oai phong lẫm liệt chỉ trích sự thay lòng của Y Đồng Đồng, sau đó lại nhũn như chi chi van nài cô quay trở lại. Y Đồng Đồng nhìn người bạn trai tóc dài chấm vai, nét đẹp dịu dàng đầy khí chất nghệ sĩ phong lưu, nhưng dù thế nào cũng không thể sánh với Khanh Kiếm lạn lùng phong độ. Kiên quyết nói với anh ta rằng tình cảm ngày xưa giờ đã tan theo chiều gió. Trong lúc tức giận, anh chàng đó xách theo một can xăng, hẹn Khang Kiếm tới bên đường, nói nếu Khang Kiếm không cắt dứt quan hệ với Y Đồng Đồng thì anh sẽ tự thiêu trước mặt Khang Kiếm. Đang giữa mùa đông giá rét, Khang Kiếm đứng trong gió lạnh cắt da, mồ hôi chạy ròng ròng trên trán, sắc mặt trắng bệt như một tờ giấy. Y Đồng Đồng xông lên giằng co với bạn trai, gã đàn ông đó lên cơn cuồng loạn, đẩy cô ra, mở nắp can xăng tưới lên người. Y Đồng Đồng bất lực đành báo cảnh sát. Sau khi bị khống chế, gã bạn trai đó được đưa tới phòng khám tâm lý để trị liệu. Tình yêu mà ông trời tát hợp cho đôi trai tài gái sắc trong mắt mọi người đã kết thúc trong bi kịch. Khang Kiếm đề nghị chia tay với Y Đồng Đồng. Khi yêu Khang Kiếm từ đầu tới cuối, Y Đồng Đồng không nhắc một lời nào tới người bạn trai này. Tự biết mình không đúng, nghẹn ngào gật đầu nói được. Mặc dù ông Khang Vân Lâm tìm trăm phương ngàn kế dẹp yên chuyện này, nhưng vẫn ảnh hưởng nhất định tới Khang Kiếm. Ông cho rằng Khang Kiếm cần rèn luyện thêm, bèn điều anh xuống Tân Giang làm bí thư đoàn ủy, coi như tích lũy thêm kinh nghiệm. Khang Kiếm chỉ xa suốt một thời gian ngắn, công việc nhanh chóng khởi sắc trở lại. Không lâu sau đã được đề bạt làm trợ lý thị trưởng. Hồi tháng 5, anh tháp tùng thị trưởng phụ trách văn hóa giáo dục tới trường Nhất Trung Tân Giang để cắt băng trong buổi lễ mừng 50 năm thành lập trường. Trong lúc chụp ảnh với tập thể cán bộ giáo viên, anh nhìn thấy một bóng dáng kiều diễm vẫn thường xuất hiện trong giấc mơ của anh hàng đêm. Ban ngày trời xanh, nắng vàng rực rỡ, Khang Kiếm không quen liền nhắm mắt lại. Sếp Khang. Khang Kiếm mở mắt, kinh ngạc nhìn gương mặt đang hiện rõ trước mặt, nhất thời không biết mình đang ở đâu. Đến khách sạn Gian Thiên rồi ạ. Giản Đơn mở cửa xe, Khang Kiếm ừ một tiếng, vội chỉnh đốn trang phục bước ra khỏi xe. Tân Giang muốn đăng ký trở thành thành phố du lịch, thành phố sinh thái, thành phố vệ sinh cấp toàn quốc. Tối nay ở phòng hội nghị của khách sạn Giang Thiên, Khang Kiếm có một bài diễn thuyết rất quan trọng.